Thưa quý vị, do tồn tại nhiều hình thế gây mưa hoạt động mạnh cùng lúc, nên tuần này Bắc Bộ được dự báo sẽ có mưa dông trên diện rộng, khả năng xuất hiện đợt mưa lớn và lũ trên các sông suối, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân. Theo dự báo, từ đêm ngày 11 đến ngày 15 tháng 8, tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm, có nơi trên 400mm. Do thời gian qua liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đá đã bão hòa, nước trên các sông suối đang ở mức cao, nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, ngập lụt sâu tại các khu vực thấp, trũng. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng gửi công điện đến 25 tỉnh, thành phố và 10 bộ ngành yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ trên địa bàn, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả, đặc biệt bảo đảm mọi người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số nắm được thông tin về nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, tổ chức kiểm soát, hướng dẫn giao thông trong thời gian xảy ra mưa lũ, kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai sẽ là cao điểm mưa lớn ở Bắc Bộ. Mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, vùng núi có những nơi mưa rất to, trên 200mm.